Ý quốc đã thắt chặt lệnh cấm coronavirus. Bản tin thế giới ngày hôm nay cũng cho biết giới lãnh đạo Ý quốc vào ngày thứ 3, 1 tháng 2 đã thắt chặt lệnh cấm coronavirus đối với những người chưa chích ngừa đầy đủ, thông qua việc không cho phép họ ra vào các cơ sở thương mại trong đời sống hàng ngày. Bắt đầu từ nay trở đi, tất cả các công dân Ý mỗi khi ra ngoài phải trình giấy thông hành vaccine hoặc chứng minh là bản thân vừa khỏi bệnh. Nằm trong danh sách những cơ sở thương mại và doanh nghiệp bị hạn chế là văn phòng chính phủ, ngân hàng, bưu điện, nhà sách, trung tâm thương xá, tiệm tóc, nhà hàng cùng quán bar. Tại một bưu điện ở thủ đô Rome, lệnh cấm dường như không gây ra bất kỳ sự bất ổn nào vì tất cả người ra vào đều tự giác xếp hàng chờ tới lượt vào bên trong. Cách đây không lâu thì Ý quốc còn yêu cầu tất cả những người trên 50 tuổi phải chủng ngừa COVID-19, đồng nghĩa với việc cư dân không thể ra ngoài mua thuốc lá hay trực tiếp lãnh lương hưu nếu như chưa hoàn tất nghĩa vụ này. Số ca nhiễm Omicron đã giảm xuống và Hoa Kỳ vẫn đang ghi nhận gần 900.000 người thiệt mạng vì đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, số ca nhiễm COVID-19 vì biến thể Omicron tại Mỹ đang giảm dần. Tuy nhiên, số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng và tiến gần đến mốc tổng cộng là 900.000 ca. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, kể từ khi bắt đầu đại dịch cho đến nay, Hoa Kỳ ghi nhận tổng cộng 74.257.916 ca lây nhiễm COVID-19 với 883.993 trường hợp tử vong. Cả hai hạng mục này của Hoa Kỳ đều đang đứng đầu thế giới. Hiện tại, số ca nhiễm trung bình trong một tuần ghi nhận vào hôm thứ Bảy 29 tháng Giêng vừa qua là 543.016 ca, giảm 32% so với tuần trước. Mặc dù vậy, thì số ca tử vong vẫn tăng 11.7%, tương đương 2.265 ca, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC. Các dữ liệu từ CDC cho thấy số ca nhập viện trung bình hàng tuần từ 19 tháng Giêng đến 25 tháng Giêng là 19.315 ca, giảm 8.8% so với tuần trước đó. Các tiểu bang ở khu vực miền Đông Hoa Kỳ, nơi xảy ra các đợt bùng phát Omicron đầu tiên, hiện đang ghi nhận có sự giảm mạnh về số lượng các ca mắc bệnh mới. FDA hoàn toàn chuẩn thuận vaccine COVID-19 của Moderna. Cả giới chức thanh tra dược phẩm Hoa Kỳ vào thứ Hai, 31 tháng Giêng hoàn toàn chuẩn thuận sử dụng Moderna vaccine để ngừa COVID, vốn được trích cho hàng chục triệu người dân Hoa Kỳ theo giấy phép khẩn cấp từ hơn một năm trước đây. Quyết định của FDA một phần dựa trên các chứng cứ của hơn 200 triệu liều được trích tại Hoa Kỳ kể từ khi có phép khẩn cấp vào tháng 12 năm 2020. FDA cũng hoàn toàn chuẩn thuận sử dụng vaccine của Pfizer vào tháng 8 năm ngoái. Các giới chức y tế cộng đồng từng hy vọng rằng việc hoàn toàn chấp nhận sử dụng vaccine chứ không chỉ là trong trường hợp khẩn cấp sẽ giúp gia tăng sự tin tưởng của người dân về thuốc chích ngừa. Tuy nhiên, sau khi thuốc của Pfizer chấp thuận, người ta không thấy có sự gia tăng lớn lao về số người đi chích, dù Tổng thống Biden và các giới chức liên bang đã hết sức khuyến khích. Tổ chức Fed có thể tăng lãi suất thêm 0.5% mỗi đợt nếu cần thiết. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times về triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, ông Raphael Bostic, người đứng đầu Fed chi nhánh Atlanta, cho hay ngân hàng trung ương này không loại trừ việc tăng lãi suất thêm 0.5% mỗi đợt nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Ông Bostic nói rằng mọi lựa chọn đều được cân nhắc tại mọi cuộc họp ở tại Fed. Theo ông Bostic, sẽ có 3 lần tăng lãi suất thêm 0.25% vào năm nay. Nhưng nếu dữ liệu cho thấy rằng tình hình đã phát triển theo hướng bắt buộc hoặc nên tăng lãi suất thêm 0.5% mỗi đợt, thì Fed đã hạ lãi suất xuống còn không tới 0.25% vào tháng 3 2020 trong nỗ lực giảm bớt áp lực cho nền kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Chủ tịch Jerome Powell vào tuần trước đã báo hiệu rằng Fed có kế hoạch tăng lãi suất từ tháng 3 năm 2022. Ông Powell nói rằng sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới đủ mạnh để có thể đáp ứng chi phí vay cao hơn. Hàng trăm triệu bộ thử xét nghiệm COVID chính quyền Biden phát miễn phí là hàng made in China. Theo tài liệu của Aden Health và các hồ sơ hợp đồng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, sản phẩm này của iHealth Labs, chi nhánh tại tiểu bang California của Aden Health, công ty sản xuất vật tư y tế của Trung Quốc. Từ tháng 12 2021, công ty Aden Health đã thắng thầu nhiều hợp đồng tổng trị giá khoảng 2.1 tỷ Mỹ kim để cung cấp bộ thử xét nghiệm cho chính phủ liên bang. Khoảng 1.8 tỷ Mỹ kim trong số đó là giá trị của các hợp đồng mà Aden Health ký với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để thực hiện chương trình phân phối miễn phí bộ xét nghiệm COVID của chính quyền Tổng thống. Công ty Aden Health được thành lập vào năm 1995 tại Thiên Tân của Trung Quốc và được biết đến rộng rãi là nhà sản xuất máy đo huyết áp. Aden Health chỉ mới bắt đầu sản xuất quy mô thương mại bộ thử xét nghiệm từ tháng 11, 2021.
Và nhờ thành công của thị trường Mỹ tính tới ngày 18 tháng Giêng, cổ phiếu của Endenhall đã tăng gần 14 lần.